Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Thì hôm nay thì mình có gì được mấy cái đèn đèn LED nha, đèn LED. Điện có sạc 220V, 220V nha. Đèn sạc 220V. Đó. Đèn này á thì nó có thông số này nha anh em. Mình sẽ quay thông số cho anh em xem. Đó, thông số. Con này thì chỗ này á là cái đĩa sạc nha, cái đĩa sạc và mắc in jamban. Đó, đèn. Đó, lượng lưu lượng pin của nó nè, đang là 50% đến 75% nè. Đó. Đó, đèn LED. Đèn LED 300W nha, 300W. Đó, 300. Rồi cái này anh em xài dự phòng. Đó, rất là sáng luôn nha. Đó, mình có được 5-7 cây thôi. 5-7 cây thôi nha. Đó, rất là sáng luôn. Đó, nên thấy không? Rất là sáng nha. Rồi, thì mình có được 5 cây nha. Rồi giá 1.3 triệu một cây. 1.3 triệu một cây nha. 1.3 triệu. Đó, chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển tầm mấy chục ngàn thôi nha. Đó, rất là sáng luôn em thấy không? Đó. Đó, giờ mình sẽ quay này cái đầu kệ đầu rửa xe của mình nha. Đó, đầu rửa xe. Đó, áp cao, ti da, ti thường đều có hết để phục vụ cho anh em nha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em có con Maruyama MS310 nha. 310 thì cái dòng này thì 19 đến 31 lít. Đó, 700 đến 1.001 dòng, áp 50 kg. 310 này rất là đẹp luôn nha, mới tháo ra vệ sinh rất là đẹp luôn nè. Đó. Đó, rất là đẹp luôn nha. Maruyama 310 chỉnh áp nè. Đó, cây bên xả. Rồi, con này anh em nào mua thì bán giá cho anh em 5.5 triệu là gắn chạy ok nha, rất chạy ok hết. Đó, giá 5.5 triệu con Maruyama 310 này. Rồi, tiếp tục tới bên này thì con có con ok 33. 33 nha. 33 rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha. 33. Rất là đẹp. Con này có mã số là 00898 nha. 98. Đó, 33. Dòng này chạy poly. Chạy rất là êm luôn nha. Chạy poly chạy rất là êm luôn. Đó, poly chạy rất là êm. Đó. 33 nha. Rồi, 33. Rồi tiếp tục tới con ok 511. 511 này đi xứ của nó là 25 ly. Đó, 25 ly nha. 25 ly. Áp con này lên từ 100 đến 120. Lưu lượng nước 25 lít. Đó, 25 lít. Rất là đẹp luôn, 511. Rồi, tiếp tục tới con 508. 508 nha. 508 này thì cũng còn khá rất là đẹp luôn nha này. Đó này mới về nên mình chưa có vệ sinh kịp nên 508 này nè, rất là đẹp luôn này, vệ sinh ra nước sơn nha, rất là đẹp luôn nha. Kệ bô ly ba rãnh nha, ba rãnh bằng B bằng A ba rãnh. Đó, anh em nào mua thì con này làm test ok hết nha anh em, giá là 7 triệu, làm test chạy ok hết. Rồi tiếp tục tới con siêu vip luôn, ok 709. 709 nha, 709 nè. Con này nước sơn mới về chiều nên chưa có kịp vệ sinh. Con này 709. Ti sứ 30 ly. Áp này tầm khoảng 60-80, lưu lượng nước rất là nhiều luôn nha. Lưu lượng nước tầm khoảng 40 lít trên 1 phút. 40 lít. Ok 709. Siêu vip luôn nha anh em. Tê hộ nó đây. Đó. Rồi. Tiếp tục bên này. Bên này thì ok 313. 313 nha. 313. Rồi. Bên này có ok 311. 311 này rất là đẹp luôn nha. Đồng trước nè. Quá đẹp luôn. Đó, nước này nó thiếu kem thôi chứ nó có rất là đẹp luôn nha. 311. Đầu ý. Đầu ý đi xứ 20 ly. Đó, 20 ly. Xứ 20 ly. Áp con này lên từ 150 đến 200 nha. Lưu lượng nước 21 lít. Đầu ý. Cái này thì đậu Comet. Đậu Comet. Comet 3022. 3022 nha. Đó, 3022 Comet. Làm chạy ok hết cho anh em, giao cho anh em 5 triệu.
đó, làm chạy ok nha, Comet 3022 đó là VIP luôn nha. Đó, đây này có đồ ý nữa nha, đồ ý đầu Comet nè, rất là nhiều luôn. Đó, thấy cái đèn này sáng không, quá sáng luôn. Anh em nào mình mua bán cái đèn này nha, đó, chú ý là quay đầu lưới xe cho anh em xem. Đó, bên này trong này thì có con pin đúp 530, pin đúp 530 nha. Đó, pin đúp 530 siêu VIP luôn nha anh em, rất là đẹp luôn. Đó, giá 8,5 triệu là test chạy ok cho anh em nè, 530. Đó, rồi tiếp tục thì tới 511 nha, có con 511 là siêu đẹp luôn. Đó, nước sơn hơi chóc chứ thôi rồi nó còn tinh hết nha. Đó, nên là mua thì giá 7 triệu nha, 511. Ở trong này thì có mấy cái đầu Tia thường nè. Đó, có cái đầu Olivia nè, Olivia Tia inox nè. Đó, con này anh em làm, anh em nào xài thì mình sẽ làm chạy ok hết nha. Con này đó, quay rất là đẹp, quay rất là nặng luôn nha, da footprint luôn. Đó, con này thì nó được 35 lít. Đó, hai vòi ra, hai vòi nha. Rồi con này anh em nào mua thì bán dai cho anh em làm chạy luôn cho anh em nha, là 2,5 triệu, 2,5 triệu con này. Đó, làm chạy ok cho anh em luôn. Này anh em rửa xe máy, xe ô tô, xe tải đều được hết nha anh em. Đó, giá rẻ. Rồi bên này thì có con KZ 400 nha. Đó, làm chạy ok cho anh em, con này đi xứ 28 ly, làm chạy ok cho anh em 4,5 triệu nha, 4,5 triệu KZ. Đó, KZ. Ở trong này có con Tia này xấu nữa, nhưng mà da này nó da to nha, có cái chỗ đèn này rất là to luôn nè. Đó, Tia con này thì nước sơn này hơi xấu. Đó, nhưng mà đùa nó còn khá là ok. Tia nồng đen này, con này da giống da 28 ly nè. Đó, da 28 ly MS 500 nha, 502. Đó, màu áp rất là to luôn. Rồi con này làm luôn cho anh em nha, giao cho anh em 4,5 triệu nha, 4,5 triệu con này. Tia này vệ sinh ra cũng khá là đẹp luôn nha anh em, nước sơn hơi chóc xíu thôi. Đó, chủ yếu nước sơn, còn đùa thì còn da còn kêu ót luôn nha, hút 34 hồi 27. Đó, giao cho anh em 4,5 triệu nha, 4,5 triệu. Này có cái đèn 400W nè, điện 110V nha, 110V 400W. Đó, rất là to luôn. Rồi cây này bán anh em 1,4 triệu nha, 1,4 triệu. Đó, cây này bán anh em 1,4 triệu, này ghim điện 110 luôn nha. Đó, này rất là sáng luôn. Đó, máy rửa xe bên này vẫn còn nha, rất là nhiều luôn. Lọc nước nè, lọc nước Arimitsu nè, và lọc nước Ý nha, lọc nước. Đó, lọc nước Arimitsu nè. Đó, rồi này thì đống này thì mình giao cho khách hết rồi nha, còn được 5 cây này. Đó, anh em nào cần thì cứ alo cho em qua số điện thoại 0332416648 nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, rồi hẹn gặp lại anh em các clip khác. Rồi xin chào và hẹn lại anh em.